VinFast mới đây đã lọt vào top 10 những công ty ô tô điện có độ rủi ro thấp nhất trên toàn cầu. Với số điểm được đánh giá là 23,3, VinFast đã chính thức lọt top 10 các công ty ô tô trên toàn thế giới, có xếp hạng ESG cao nhất được đánh giá bởi Sustainalytics. Morningstar Sustainalytics là công ty hàng đầu thế giới về nghiên cứu, xếp hạng và dữ liệu ESG. Trong đó, ESG là viết tắt của Environmental, Social and Governance Môi trường, Xã hội và Quản trị. Mới đây, Sustainalytics đã thực hiện đánh giá ESG doanh nghiệp đối với VinFast bao gồm 7 hạng mục. Carbon, sản phẩm và dịch vụ, quản trị sản phẩm, nguồn lực con người, đạo đức kinh doanh, hoạt động carbon riêng, nhân quyền chuỗi cung ứng, quản trị doanh nghiệp. Sau khi đánh giá, số điểm ESG mà VinFast nhận về là 23.3 điểm, đưa VinFast vào danh sách top 10 những công ty ô tô an toàn trên thế giới, Xếp hạng thứ 9 trong tổng số 70 nhà sản xuất ô tô quốc tế có xếp hạng ESG cao nhất, tức là có rủi ro tiềm ẩn thấp nhất so với các công ty thuần điện khác. Bà Lê Thị Thu Thủy, Phó Chủ tịch Tập đoàn VinGroup kiêm Chủ tịch VinFast chia sẻ, VinFast đã đặt tầm nhìn về một tương lai bền vững cho mọi người và hành tinh qua sự đóng góp phương tiện xanh, sạch an toàn. Tất cả được xây dựng trên các dịch vụ thông minh, ưu tiên trải nghiệm của khách hàng cùng mối quan tâm sâu sắc đến hành tinh. Chúng tôi cam kết luôn đổi mới và sáng tạo trong thiết kế chất lượng, công nghệ và dịch vụ. Mới đây, VinFast cũng công bố tham gia tuyên bố phát triển phương tiện giao thông không phát thải, COP26Z, cam kết khí hậu toàn cầu The Climate Plan, cùng gói tín dụng biến đổi khí hậu trị giá 135 triệu USD. VinFast cũng đang hướng đến mục tiêu phát thải bằng không, và khẳng định góp phần hướng đến phát triển bền vững. Video đến đây là hết. Nhớ bấm like và đăng ký kênh để cập nhật tin tức và video mới nhất tại thế giới xe 360.